Cầu Long Vĩ ở xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ bị xuống cấp từ lâu. Nhân dân địa phương nhiều lần kiến nghị nhưng chậm được khắc phục, xây dựng mới. Việc đi lại của nhân dân không chỉ bị cản trở khó khăn mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Theo nhân dân địa phương cho biết, cầu Long Vĩ qua sông Bắc Hưng Hải được xây dựng cách đây gần 50 năm. Cầu có chiều dài khoảng 100 mét nhưng rộng chỉ hơn 1 mét. Do không được duy tu, sửa chữa nên hiện nay cầu đã xuống cấp nghiêm trọng. Trụ bê tông bị bong chóc làm hở các kết cấu sắt hoen dỉ. Trên mặt cầu, nhiều mảng bê tông đã bị xô lệch khỏi vị trí ban đầu và có thể đổ sập xuống sông bất cứ lúc nào. Trong khi đây lại là cầu đi lại chính, nên việc giao thương sản xuất của nhân dân trong thôn Long Vĩ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi bức xúc lắm vì ngày mùa đầu cầu đi đến đây là có hôm là cứ sập sình, ngày mùa học sinh đi rất là đông, hai bên đường không tránh được nhau, là ngày mùa nhá, tắc đường dài từ đây lên đây. Tôi cũng đề nghị là tới đây thì các cấp thẩm quyền xem xét có thể là làm mới cái con cầu này, tại vì cái cầu này thì nó lại là nút thắt giữa cái điểm giữa hai làng và đồng thời lại của thôn, tức là cái đường này thì lại được cấp trên là mở rộng là 5,5 mét rồi, đường thì rất là rộng rãi rồi, trong khi đó thì cầu lại là một cái điểm nút thắt là không thể đi lại được. Hiện nay đường hai đầu cầu đã được xây dựng mở rộng thì những bất cập về cầu Long Vĩ xuống cấp nhỏ hẹp đang tạo thành nút cổ chai gây khó khăn đi lại của nhân dân cũng như cản trở sự phát triển kinh tế xã hội. Nhân dân địa phương kiến nghị cơ quan chức năng và chính quyền các cấp sớm khắc phục để việc đi lại của nhân dân được an toàn và thuận tiện.